Các em thân mến, ở trong bài học hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu xét một số giảng toán liên quan đến công thức khai triển nhị thức Newton. Ta nhắc lại, công thức khai triển nhị thức Newton là công thức giảng ta khai triển A cộng B mũ N được kết quả là C0N A mũ N cộng C1N A mũ N trừ 1B cộng cho đến CNN B mũ N. Trong công thức khai triển này, các em cần phải chú ý phát hiện ra có những điều sau đây. Thứ nhất là ở vế phải của dấu bằng nó có đầy đủ các hệ số tổ hợp từ C0N cho tới CNN. Thứ hai là số mũ của A giảm dần từ N đến 0. Thứ ba là số mũ của B tăng dần từ 0 cho tới N. Và sau cùng ta thấy ở trong mỗi số hàng thì số mũ của A cộng với số mũ của B luôn luôn bằng N. Công thức khai triển nhị thức Newton người ta còn viết dưới dạng ký hiệu ngắn gọn, đó là tổng sigma cho K chạy từ 0 cho tới N CKN A mũ N trừ K B mũ K. Nhìn vào công thức khai triển này, ta thấy số hàng tổng quát của tổng sẽ là CKN A mũ N trừ K B mũ K. Số hàng này sẽ là số hàng thứ K cộng 1 ở vế phải của khai triển. Và người ta ký hiệu là TK cộng 1 K chạy từ 0 cho tới N. Như vậy chúng ta sẽ được N cộng 1 số hàng ở trong khai triển, trong vế phải của khai triển. Bây giờ chúng ta xét loại toán thứ nhất liên quan đến khai triển nhị thức Newton, đó là tìm hệ số của x mũ k ở trong một khai triển. Bây giờ ta xét một ví dụ là một câu trích trong đề thi khối A năm 2003 yêu cầu tìm hệ số của x mũ 8 trong khai triển nhị thức Newton của 1 trên x lập phương cộng với căn bậc 2 của x mũ 5 mũ n. N người ta cho chưa cho biết, mà biết là N thỏa mãn một cái phương trình có hệ số tổ hợp là CN cộng 1 N cộng 4 trừ đi tổ hợp chập 3 của N cộng 3 bằng 7 lần N cộng 3. Như vậy để giải bài toán này, đương nhiên trước hết chúng ta cần phải biết N bằng bao nhiêu. Từ điều kiện của đề bài phải giải ra xem N bằng bao nhiêu. Khi đã biết N thì chúng ta sẽ xét cái khai triển cho ở phía trên và tìm hệ số của x mũ 8 trong khai triển đó. Đầu tiên, từ điều kiện của đề bài chúng ta tìm N. Muốn tìm N thì chúng ta có thể ngay lập tức mình thay, áp dụng công thức tổ hợp, mình thay CN cộng 1, N cộng 4 và CN, N cộng 3 bởi các công thức tổ hợp. Nhưng nếu quan sát một chút thì các em có thể làm nhanh hơn nếu lợi dụng công thức Pascal. Thì chúng ta biết rằng theo công thức Pascal, ta đã biết rằng CN N cộng 3 mà cộng với CN cộng 1 N cộng 3, cách cộng theo Pascal, lấy hai hệ số tổ hợp liền kề nhau đem cộng với nhau thì chúng ta sẽ được một cái hệ số tổ hợp mà ở vế phải tăng lên, chỉ số dưới tăng lên một đơn vị N cộng 3, N cộng 3 thì bên phải là N cộng 4. Chỉ số trên là chúng ta lấy số lớn nhất trong hai chỉ số trên ở vế trái, N và N cộng 1 thì số lớn hơn là N cộng 1. Như vậy thì CN cộng 1 N cộng 4 trừ đi CN N cộng 3 sẽ là CN cộng 1 N cộng 3. Thế thì vế trái của phương trình đề bài cho, thay vì chúng ta phải có hai hệ số tổ hợp, bây giờ mình thay bởi CN cộng 1 N cộng 3 thì nó nhanh hơn chút. Như thế thì phương trình 1 trở thành tổ hợp chập N cộng 1 của N cộng 3 bằng 7 lần
n cộng 3. Áp dụng công thức tính tổ hợp cho vế trái, ta được vế trái sẽ là n cộng 3 giai thừa chia n cộng 1 giai thừa nhân với 2 giai thừa bằng vế phải là bằng 7 lần n cộng 3. Tử số là n cộng 3 giai thừa, mẫu số là n cộng 1 giai thừa, chúng ta rút gọn bớt đi thì tử số còn lại n cộng 2 nhân n cộng 3. Mẫu số n cộng 1 giai thừa rút gọn rồi, còn 2 giai thừa là 2 bằng vế phải bằng 7 lần n cộng 3. Rõ ràng n phải là số nguyên dương nên chúng ta có thể rút gọn cả hai vế cho n cộng 3. Ta được n cộng 2 chia 2 bằng 7 là n cộng 2 bằng 14 tương đương n bằng 12. Như vậy từ phương trình 1 chúng ta đã giải ra được n bằng 12. Bây giờ chúng ta sẽ xét khai triển của đề bài, nhưng là 1 trên x lập phương cộng căn bậc 2 của x mũ 5 n thay bằng 12, và ta tính hệ số của x mũ 8 trong khai triển đó. Như vậy chúng ta vừa tìm xong được đáp số là n bằng 12. Ta sẽ xét khai triển trong đề bài cho nhưng ứng với n bằng 12 và xem thử hệ số của x mũ 8 trong khai triển đó là bao nhiêu khi n bằng 12. Xét khi n bằng 12. Số hàng tổng quát trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức nói trên sẽ là số hàng tổng quát trong khai triển của biểu thức đã cho là tổ hợp chập k của n, như đây n là 12, x mũ trừ 3, 1 trên x lập phương tức là x mũ trừ 3, lũy thừa 12 trừ k, đây là a mũ n trừ k, nhân với b mũ k, ở đây b là x mũ 5 phần 2 mũ k. Số hàng tổng quát này được viết thành bằng tổ hợp chập k của 12. Chúng ta nhóm các cái số mũ của x lại sẽ được x mũ trừ 36 cộng 3k cộng 5 phần 2k. Mà ta thì cần tính hệ số của x mũ 8. Ta cần tính hệ số của x mũ 8. Ta cần tính hệ số của x mũ 8. Vậy ta yêu cầu cái số mũ này phải bằng 8. Đấy, hệ số của x mũ 8 x mũ 8 ứng với k thỏa phương trình, ta yêu cầu số mũ này phải bằng 8 trừ 36 cộng 3k cộng 5 phần 2k bằng 8 tương đương 11 phần 2k bằng 44. Như vậy
ta được 11K bằng 88, tức là K bằng 8. Suy ra hệ số của x mũ 8 chính là C8-12. Vậy hệ số của x mũ 8 là tổ hợp chập 8 của 12. Các em có thể bấm máy tính được kết quả là 495. Bây giờ ta giải ví dụ 2 là một câu trích trong đề thi khối D năm 2003. Cho n là một số nguyên dương, người ta gọi a 3n-3 là hệ số của x mũ 3n-3 trong khai triển thành đa thức của x bình phương cộng 1 mũ n nhân với x cộng 2 mũ n. Hãy tìm n để cho a 3n-3 bằng 26n. Đương nhiên là để tìm n thì trước tiên chúng ta phải biết rằng a 3n-3 là bằng bao nhiêu tính theo n, và sau đó chúng ta thế vào phương trình dưới cùng thì mình sẽ tính được n. Vậy chúng ta phải viết cái khai triển này và tính xem thử cái hệ số a 3n-3 là hệ số của x mũ 3n-3 là bằng bao nhiêu n và đang phụ thuộc vào n. Vậy ta có theo công thức khai triển nhìn thức Newton thì x bình phương cộng 1 mũ n nhân với x cộng 2 mũ n. Ta viết theo khai triển nhìn thức Newton. Bây giờ mình tập viết theo tổng sigma cho nó gọn. Sigma cho k chạy từ 0 đến n, tổ hợp chập k của n. Đây a là x bình phương. Vậy x bình phương mũ n trừ k. B là bằng 1. 1 mũ bao nhiêu cũng là 1. Vậy chúng ta bỏ qua. Sau đó nhân với cái khai triển thứ hai là sigma l chạy từ 0 đến n c l n. A đây là bằng x. Vậy là x mũ n trừ l. B là bằng 2. 2 mũ l. Chúng ta dồn tất cả các số về phía trước và đưa x ra phía sau. Vậy sẽ là sigma k chạy từ 0 đến n, tổng sigma tiếp l chạy từ 0 đến n. Các hệ số tổ hợp đó là CKN, CLN và có số ở phía sau là 2 mũ L. Rồi ta dồn tất cả các cái lũy thừa của x lại với nhau là được x mũ 2N cộng với 1N ở phía sau là 3N trừ 2K trừ L trừ 2K trừ L. Mà chúng ta đang muốn tính hệ số của x mũ 3N trừ 3. Chúng ta đang muốn tính hệ số của x mũ 3N trừ 3. Vậy ta yêu cầu K và L phải làm cho cái số mũ này bằng 3N trừ 3. Tức là hệ số của x mũ 3n trừ 3 ứng với k và l thỏa phương trình ba n trừ 2k trừ l phải bằng 3n trừ 3. Rút gọn đi, chúng ta được 2
trừ 2k trừ l bằng trừ 3, tức là 2k cộng l bằng 3. 2k cộng l bằng 3. Chúng ta cần giải phương trình này với k và l là các số tự nhiên mà cả k lẫn l đều phải bé hơn n. Ta được với l bằng 1, ta được k bằng 1. Với l bằng 3, ta được k bằng 0. Như vậy, trong khai triển này có hai vị trí mà xuất hiện x mũ 3 n trừ 3, đó là lần l bằng 1, k bằng 1, và sau đó là l bằng 3, k bằng 3. Như thế, hệ số a 3 n trừ 3 bằng, đầu tiên là l bằng 1, k bằng 1, c1n, c1n 2 mũ 1. Sau đó là k bằng 0 và l bằng 3, c0n, c3n 2 mũ 3. Theo đề bài thì a3n trừ 3, a3n trừ 3 bằng 26n. Vậy chúng ta yêu cầu tổng này phải bằng 26n. Vậy ta có phương trình. A3n trừ 3 bằng 26n tương đương với tổ hợp chập 1 của n nhân tổ hợp chập 1 của n nhân 2 cộng tổ hợp chập 0 của n nhân tổ hợp chập 3 của n nhân 2 mũ 3 bằng 26n. Vế trái của phương trình là các hệ số tổ hợp khá đơn giản, các em thay vào luôn. Tổ hợp chập 1 của n là bằng n, tổ hợp chập 1 của n bằng n thì nhân 2, tổ hợp chập 0 của n thì bằng 1, tổ hợp chập 3 của n thì bằng n giai thừa chia cho 3 giai thừa n trừ 3 giai thừa nhân 8 bằng 26n. Phương trình này thì đơn giản, các em ngay lập tức chúng ta có thể chia cả hai vế cho n cho nó trả bớt đi, rồi sau đó rút gọn tiếp theo thì các em sẽ được đáp số n bằng 5. Và như vậy chúng ta đã tìm được n để a 3 n trừ 3 bằng 26n, đáp số n bằng 5. Bây giờ chúng ta xét một câu trích trong đề thi khối D năm 2004, ví dụ 3. Tìm số hàng không chứa x trong khai triển di thức Newton của biểu thức căn bậc 3 của x cộng 1 trên căn bậc 4 của x mũ 7. Ở đây ta cho x dương để cho các biểu thức có nghĩa. Ta có số hàng tổng quát. Số hàng tổng quát của khai triển là TK cộng 1. Trong trường hợp này là tổ hợp chập K N bằng 7. A là bằng căn bậc 3 của X. Chúng ta viết là X mũ 1 phần 3. X mũ 1 phần 3. A mũ 7 trừ K. Rồi nhân với B mũ K, B đây là 1 trên căn bậc 4 của X, tức là X mũ
trừ 1/4 mũ ca. Chúng ta nhóm các số mũ của x lại bằng CK7. X mũ 7/3 trừ K/3 trừ K/4. Chúng ta cần tính hệ, cần tính số hạng không chứa x, tức là chúng ta cần tính hệ số của x mũ 0. Vậy chúng ta yêu cầu số mũ này bằng 0. Ta yêu cầu số mũ đó phải bằng 0, tức là số hạng không chứa x ở trong khai triển của biểu thức đã cho sẽ ứng với K thỏa mãn phương trình số hạng không chứa x. Ứng với K thỏa phương trình ta bắt cái số mũ này bằng 0, bắt số mũ 7/3 trừ đi K/3 trừ đi K/4 phải bằng 0. 7/3 trừ K/3 trừ K/4 bằng 0. Phương trình này phương trình bậc nhất dễ dàng giải ra được, K bằng 4. Như vậy số hạng không chứa x sẽ ứng với K bằng 4, và ở đây hệ số sẽ là tổ hợp chập 4 của 7. Đấy, số hạng không chứa x sẽ là tổ hợp chập 4 của 7. Em bấm máy tính. Kết quả ở máy tính sẽ ra kết quả bằng 35. Ta tiếp tục giải một cái câu trích trong đề thi khối A năm 2004. Tìm hệ số của x mũ 8 trong khai triển thành đa thức của 1 cộng x bình phương nhân 1 trừ x tất cả mũ 8. Bây giờ một lần nữa thầy lại dùng công thức khai triển nhị thức Newton. Ta khai triển cái nhị thức 1 cộng mũ 8. 1 cộng x bình phương nhân 1 trừ x hoặc mũ 8. Theo công thức khai triển Newton nó bằng tổng sigma cho K chạy từ 0 cho tới 8 CK8. Ở đây A bằng 1, 1 mũ bao nhiêu cũng là 1, bỏ qua, chỉ có B là x bình phương nhân 1 trừ x, vậy sẽ là x bình phương nhân 1 trừ x mũ k, mũ k CK8. A mũ 8 trừ k nhưng A bằng 1, bỏ qua, đây là B mũ k. Như vậy nó bằng sigma K chạy từ 0 cho tới 8 tổ hợp chập K của 8, đây là x mũ 2K, x mũ 2K nhân với 1 trừ x mũ K. Em 1 trừ x mũ K lại, chúng ta lại áp dụng công thức khai triển nhị thức Newton nữa, bằng sigma K chạy từ 0 cho tới 8
CK8 x mũ 2K viết khai triển 1 trừ x mũ K bằng sigma L chạy từ 0 cho tới K tổ hợp chập L của K. A ở đây bằng 1 lại bỏ qua, B là bằng trừ x, hay là trừ x mũ L. Chúng ta lại nhóm các hệ số ra phía trước và các lũy thừa của x ta dồn lại với nhau, kết quả nó bằng sigma k chạy từ 0 cho tới 8 sigma l chạy từ 0 cho tới k. Các hệ số mình dồn lại với nhau, các hệ số là CK8 CLK trừ 1 mũ trừ x mũ L là bằng trừ 1 mũ L nhân với x mũ L. Vậy chúng ta rút trừ 1 mũ L ra phía trước. Còn lại đây là x mũ 2K với lại x mũ L thì được là x mũ 2K cộng L. Mà ta thì tính hệ số của x mũ 8. Ta cần phải tính hệ số của x mũ 8. Nên ta yêu cầu số mũ 2K cộng L này phải bằng 8. Vậy hệ số của x mũ 8 ứng với K và L thỏa phương trình 2K cộng L bằng 8. Nhớ là K và L là các số tự nhiên mà phải thỏa mãn thêm điều kiện là K thì lớn hơn hoặc bằng 0 nhưng bé hơn hoặc bằng 8. L thì lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng K. Sẽ có các khả năng xảy ra. Cho L bằng 0 ta được K bằng 4. L bằng 1 thì không được, 2K nó ra số lẻ mất, phải cho L bằng 2 ta được K bằng 3. L bằng 3 thì 2K ra số lẻ mất, cho L bằng 4 thì K lại bé hơn L. Vậy hết chỉ có hai khả năng là L bằng 0, K bằng 4, L bằng 2, K bằng 3. Như vậy hệ số của x mũ 8 sẽ là hệ số của x mũ 8 là đầu tiên cho K bằng 4 và L bằng 0 đã được C 4 8 C 0 4 trừ 1 mũ 0. Sau đó cho K bằng 3 và L bằng 2 C 3 8 C 2 3 trừ 1 mũ 2. Cái này thì các em có thể bấm máy tính ra kết quả rồi, bấm máy tính ra được luôn. Đáp số là bằng 238. Như vậy, hệ số của x mũ 8 trong khai triển thành đa thức của biểu thức đã cho là bằng 238.